Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình tối nay thứ tư ngày 30 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây. Lũ trên sông Hương và sông Bồ có thể đạt đỉnh ở mức xấp xỉ báo động 2, người dân vùng hạ du các hồ chứa chủ động ứng phó. Nhiều nhà vườn Huế được bảo tồn từ các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiều tấm gương người cao tuổi tận tụy cống hiến và trở thành điểm tựa vững chắc cho các thế hệ con cháu noi theo. Thưa quý vị, chiều nay trong phiên làm việc toàn thể kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, Chính phủ chính thức trình Quốc hội đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ trình bày đề án. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, trong lịch sử xây dựng và phát triển đất nước, Thừa Thiên Huế luôn giữ vai trò và vị thế quan trọng. Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết kết luận quan trọng về xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Đặc biệt, ngày 10 tháng 12 năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 54 NQTVK về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cổ đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Vì vậy, việc xây dựng đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế là cần thiết. Đề án xây dựng trên cơ sở nguyên tràng 4.947,11 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.236.393 người của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời với thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, thành lập 2 quận, 1 thị xã, 1 huyện và 11 phường, 1 xã, 1 thị trấn thuộc thành phố Huế trực thuộc Trung ương, trên cơ sở sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có liên quan. Trong đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương đã có phương án và lộ trình sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của cả cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị của thành phố Huế trực thuộc Trung ương và các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc, bố trí giải quyết số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư, trụ sở, tài sản công dôi dư và thực hiện các chính sách đặc thù trên địa bàn theo đúng quy định. Sáng mai, các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm, bàn và triển khai tập trung những nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại. Cùng chủ trì phiên họp thường kỳ còn có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Phan Quý Phương. 10 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt hơn 47.200 tỷ đồng, tăng 14,8%. Chỉ số sản xuất công nghiệp EIP 10 tháng ước tăng 5,4%. Giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,5%. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 836 triệu đô la Mỹ, tăng 47,5%. Lượng khách du lịch ước đạt hơn 3,2 triệu lượt, tăng 26,8%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 25.800 tỷ đồng, bằng 75,9% kế hoạch, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Sau khi nghe ý kiến từ các thành viên ủy ban, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đặc biệt là hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027, hoàn thành biên tập phần kinh tế xã hội phục vụ báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, báo cáo tiểu ban văn kiện trước ngày 16 tháng 11 năm 2024. Tập trung triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Trọng tâm là sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tại các đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp thành lập để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh đó, các ngành địa phương tập trung khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động ra soát bổ sung phương án ứng phó với từng loại thiên tai có thể xảy ra, hỗ trợ người dân hồi phục sản xuất và ổn định cuộc sống ngay sau các đợt thiên tai. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ hội mùa đông xứ Huế năm 2024, năm du lịch quốc gia 2025 gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế. Các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ thị trường, giá cả hàng hóa, đảm bảo cân đối cung cầu, điều hành giá, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong những tháng cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có buổi tiếp xã giao và trao đổi với bà Alice Smith, Tổng lãnh sự Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương thông tin tình hình kinh tế xã hội, tiềm năng và định hướng phát triển Thừa Thiên Huế trong thời gian đến. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn những hợp tác có hiệu quả từ trước đây thông qua các tổ chức từ An Quốc, khẳng định mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác Anh và đề nghị Tổng lãnh sự Quảng Anh quan tâm hỗ trợ trên tất cả các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới, ba đại sứ sẽ giới thiệu hợp tác giữa Thừa Thiên Huế với các tổ chức từ Anh để phát triển các mô hình du lịch xanh và bền vững, hỗ trợ quảng bá du lịch thông qua nhiều hình thức, hợp tác với các công ty lữ hành lớn tại Anh để đưa các tour du lịch Huế vào các chương trình tour dành cho du khách Anh. Về văn hóa, tiếp tục giới thiệu các đoàn nghệ thuật của Anh tham gia chương trình biểu diễn tại Festival Huế nhằm tăng cường quan hệ hợp tác về văn hóa, giới thiệu văn hóa Huế và văn hóa Việt Nam đến nhân dân Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Chào xã giao lãnh đạo tỉnh, bà Alice Smith đã trao đổi một số nội dung nhằm tìm hiểu về những ưu tiên phát triển của địa phương, các dự án chính mà tỉnh đang kêu gọi đầu tư, giải pháp củng cố quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và Thừa Thiên Huế trong các lĩnh vực như giáo dục và thương mại, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ Thừa Thiên Huế phát triển những lĩnh vực thế mạnh mà tỉnh đề đạt. Bà Alice Smith cho biết, trong thời gian ở Huế, đoàn công tác của Tổng lãnh sự Quảng Anh đã đến thăm Đại học Huế, dự một sự kiện của Trường Đại học Y Dược Huế và tổ chức thiện nguyện Anh Newborn Việt Nam tại đây. Đoàn cũng sẽ dự lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA và Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Huế. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 2 khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm triển khai một số nội dung liên quan đến hoạt động trong thời gian tới. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc cả cấp. Theo đó, trong gần một năm triển khai, phong trào thi đua đã được thực hiện với nhiều nội dung đa dạng, trong đó đẩy mạnh việc thực hiện các công trình gắn với tình hình tại từng địa phương đơn vị. Theo thống kê, đã có 550 ngôi nhà được xây dựng sửa chữa với giá trị hơn 11 tỷ đồng, 4 công trình dân sinh được xây dựng giá trị hơn 90 triệu đồng và nhiều phần việc có ý nghĩa khác. Các đại biểu tham dự cũng đã được thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, thông qua quy chế hoạt động và chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Năm đơn vị là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Thanh tra tỉnh cũng đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp công tác với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024-2029. Tại hội nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc cả cấp. Vào lúc 10 giờ hôm nay, trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ra lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa nước tại tràn qua tràng và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 350 đến 700 mét khối trên giây. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng lúc 14 giờ ngày 30 tháng 10, vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràng và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 400 đến 700 mét khối trên giây. Thời gian tăng dần lưu lượng lúc 15 giờ ngày 30 tháng 10. Việc điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Đến 13 giờ chiều nay, hồ chứa thủy điện Bình Điền cũng đã nhận lệnh điều tiết qua tràng và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200 đến 600 mét khối trên giây. Thời gian bắt đầu từ 17 giờ chiều nay, ngày 30 tháng 10. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nhận định trong chiều tối nay và ngày mai, ngày 31 tháng 10, lũ trên sông Hương và sông Bồ đạt đỉnh ở mức xấp xỉ báo động 2. Ngay sau khi có lệnh vận hành hồ chứa, các địa phương vùng hạ du đã tổ chức thông báo, cảnh báo cho người dân, đồng thời siết chặt quản lý các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá khi nước lũ đang dâng cao. Nhờ đó, người dân sinh sống ở vùng hạ du cũng đã chủ động các phương án ứng phó, không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và tài sản tại những nơi có thể ngập lụt. Ghi nhận của phóng viên thời sự ngay trong chiều nay, ngày 30 tháng 10. Xã
Quảng Thọ, huyện Quảng Điền là một trong những địa phương thấp trũng có nguy cơ ngập lụt khi thủy điện xả lũ. Chính vì thế, khi nhận được thông báo lần vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền và hồ chứa nước Tả Trạch, chính quyền địa phương này đã nhanh chóng phát thanh trên các loa đài của xã cũng như các trang mạng xã hội để người dân nắm bắt được thông tin, từ đó có biện pháp phòng chống ngập lụt. Vừa nghe thông tin của ủy ban thông báo xả lũ lụt, tôi tranh thủ kế lúa và đồ đoàn nó lên cho đàng hoàng để khỏi để tránh khỏi hư hại. Được cái tình hình mưa bão và lũ sắp diễn ra thì về phía bản thân tôi thì cũng đã chủ động kê cao các cái tài sản như là bàn ghế cũng như là lương thực thực phẩm, các chủ yếu phẩm cần thiết và để cho gia đình nó sẽ ứng phó trong cái thời gian sắp đến. Việc đảm bảo an toàn cho vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp cũng được người dân chủ động ứng phó, đặc biệt là với người dân sinh sống trên sông Bồ. Việc xả lũ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lồng cá, nên khi có thông báo của chính quyền địa phương về việc điều tiết xả lũ, người dân đã có các biện pháp chủ động ứng phó như gia cố lại hệ thống dây neo, phao lồng, di chuyển vào khu vực kín, thu hoạch cá sớm. Chiều hôm nay thì được sự thông báo là toàn bộ là phải ra là kéo dây và neo đậu cột lại những phi phao, dây và cầu của lồng cá chắc chắn an toàn, khỏi bị trôi giạt. Việc điều tiết xả lũ nhằm đảm bảo an toàn cho công trình thủy điện sẽ gây ngập lụt ở vùng hạ du. Chính vì vậy, an toàn tính mạng tài sản của người dân ở khu vực này đang đặt ra yêu cầu cho chính quyền địa phương về các phương án cụ thể trong phòng ngừa, ứng phó và sơ tán dân. Ủy ban xã đã thông báo đến nhân dân các biện pháp để đảm bảo an toàn. Thứ nhất đó là đề nghị dân dân là gia cố và neo đậu lồng cá đảm bảo an toàn đối với là khi nước lũ dâng. Thứ hai là một số diện tích rau màu thì người dân cũng tranh thủ để mà thu hoạch để khi mà nước dâng đảm bảo hạn chế cái mức thấp nhất thiệt hại do lũ gây ra. Bên cạnh đó thì ủy ban xã đã chỉ đạo cho các đơn vị thi công tổ chức để mà có cái kiểm soát và để mà có huy động lực lượng để mà là xử lý đối với các cái trường hợp sự cố xảy ra trên địa bàn của xã. Có thể thấy với phương châm sớm hơn một bước, nhanh hơn một bước, khi có thông tin về việc điều tiết hồ chứa thủy điện, chính quyền địa phương đã chủ động trong công tác điều hành ứng phó và người dân nắm được quy định cảnh báo, cập nhật sơ đồ ngập lụt, phương án sơ tán, lánh nạn trong trường hợp việc điều tiết hồ chứa ảnh hưởng đến dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại xảy ra. Tiếp tục với những thông tin khác, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức tập huấn triển khai đánh giá công nhận đơn vị học tập cấp huyện tỉnh cho các đại biểu là lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố Huế. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các nội dung, một số vấn đề chung về xây dựng đơn vị học tập cấp huyện, cấp tỉnh, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập ở địa phương, một số điểm mới của thông tư 24/2023/TT-BGD-DT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá công nhận đơn vị học tập cấp huyện, cấp tỉnh, hướng dẫn tổ chức đánh giá công nhận đơn vị học tập cấp huyện, cấp tỉnh, trao đổi, thảo luận, thu thập minh chứng, đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí và công nhận đơn vị học tập cấp huyện, cấp tỉnh. Tỉnh đoàn tổ chức chương trình tổng kết hoạt động tình nguyện viên phục vụ tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024. Trong 14 ngày tham gia hỗ trợ tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, 150 tình nguyện viên là học sinh sinh viên các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, cao đẳng đại học, học viện trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, góp phần quảng bá hình ảnh con người Huế thân thiện, cởi mở, mến khách đến với du khách trong nước và quốc tế. Và để ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ tình nguyện viên, dịp này Ban điều hành tình nguyện viên đã trao giấy chứng nhận cho 150 đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên tham gia hỗ trợ tuần lễ Festival. Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 30 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động tình nguyện viên phục vụ tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức lễ ký bàn giao dự án quy mô nhỏ cải thiện môi trường giáo dục để hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của trẻ em và thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Được triển khai thực hiện trong vòng 7 tháng từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 11 năm 2024 với tổng trị giá thực hiện chương trình hơn 600 triệu đồng do COICA hỗ trợ. Chương trình cải thiện môi trường giáo dục để hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của trẻ em và thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành
với các hạng mục như xây dựng mới phòng kỹ thuật số và phòng máy tính, mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng kỹ thuật số và phòng máy tính, cải tạo hệ thống nhà vệ sinh trường chuyên biệt tương lai, lắp đặt hệ thống điều hòa, thay mới bàn ghế, trang bị TV tại các lớp học. Nhằm mục đích cải thiện môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời tạo cơ hội để thanh thiếu nhi được tiếp cận sử dụng những trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, cung cấp giáo dục tích hợp thông qua giáo dục kỹ thuật số để cải thiện khả năng của trẻ em, thanh thiếu niên và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Gìn giữ và phát huy giá trị nhà vườn Huế là chủ trương hợp lòng dân đã và đang được thực hiện qua việc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, trong đó đáng chú ý là Nghị quyết 02 năm 2015 và tiếp nối sau đó là Nghị quyết số 26 năm 2022. Việc ban hành những nghị quyết này cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của Huế và nhờ thế mà nhiều nhà vườn trên địa bàn tỉnh thoát khỏi tình trạng xuống cấp, từng bước phát huy giá trị đặc trưng của Huế. Mới đây, thành phố Huế vừa thực hiện hỗ trợ ngôi nhà rường đầu tiên được tu bổ chống xuống cấp thuộc đề án chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn đặc trưng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2023-2026 trên địa bàn thành phố với số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Đó là nhà vườn của gia đình bà Nguyễn Thị Ngộ tại phường Kim Long với lối kiến trúc ba gian hai trái được xây dựng khoảng năm 1890. Trải qua gần 140 năm, nhiều hạng mục quan trọng của ngôi nhà như hệ thống mái ngói, khung gỗ bị mối mọt phá, trục vỡ, đứt gãy, thẩm dột đã xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, khuôn viên vườn chưa được chỉnh trang cải tạo nên chưa thu hút du khách. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 150 ngày kể từ ngày khởi công. Hiện nay công trình đang được đẩy nhanh thực hiện trùng tu hoàn thành trước Tết Nguyên Đán. Nước hỗ trợ cho mình là 100%. Về để bảo tồn lại căn nhà vườn này, coi như là phục dựng lại nguyên bản của nó. Và mình về phía gia đình thì chủ yếu là phụ dọn dẹp, bê dọn cất đồ thôi. Còn ngoài ra toàn bộ là bên họ thầu, bên nhà nước họ làm hết. Vấn đề trùng tu nhà rường này là để phục dựng lại nguyên trạng như xưa, để cho gia đình có điều kiện để mà thờ cúng ông bà tổ tiên. Và thứ hai nữa, sắp tới thì khu nhà này thì cũng là nằm một trong những cái tụ điểm du lịch nhà rường của thành phố Huế và phát huy bản sắc của miền Trung mình. Nhà vườn là nét văn hóa đặc trưng của thành phố Huế. Tuy nhiên, nhà vườn Huế đang đứng trước nguy cơ bị thu hẹp do đô thị hóa diễn ra nhanh. Lối sống đô thị thay đổi dẫn đến đất vườn bị phân chia chuyển nhượng, phản sinh cải tạo xây dựng nhà, có nơi bị xẻ lẻ để bán. Đây là những nguyên nhân cơ bản làm cho nhiều nhà vườn xuống cấp, phá vỡ cảnh quan nhà vườn truyền thống của Huế. Do đó, việc đầu tư tu bổ chống xuống cấp nhà vườn này là việc làm cần thiết nhằm gìn giữ bảo vệ những giá trị đặc trưng của nhà vườn Huế, phát huy hiệu quả khai thác kinh tế của nhà vườn Huế, tạo được sự đồng thuận, hình thành ý thức tự nguyện tham gia đề án của các chủ nhà vườn. Việc trùng tu này thì rất là quý, là bởi vì nó giúp cho mình bảo tồn lại cái nhà, bởi vì không có thể nào mà nếu mà mình không có được cái sự hỗ trợ nhà nước thì không thể mình nào giữ được cái nhà này lại được hết. Và hơn nữa mình cũng muốn bảo tồn lại cái giá trị cái nhà vườn Huế. Tiếp nối Nghị quyết 02 do Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành, Nghị quyết 26 năm 2022 quy định một số chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn đặc trưng, nhà rường cổ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các chính sách để hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn thực hiện trong giai đoạn 2023-2026 cần xây dựng theo hướng điều chỉnh bổ sung một số chính sách đáp ứng khả năng thực thi hiệu quả trong thực tiễn bảo vệ và phát huy các giá trị di sản của nhà vườn đặc trưng trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung ưu tiên hỗ trợ các chính sách cho các cụm điểm nhà vườn đặc trưng tập trung thuộc khu vực Thủy Biều, Kim Long, thành phố Huế và làng cổ Phước Tích, huyện Phong Điền để nhằm tổ chức khai thác, phát triển dịch vụ du lịch mang tính liên kết tập trung. Triển khai nghị quyết thì người dân của địa phương cũng rất là đồng tình, ủng hộ trùng tu sửa chữa nhà vườn thì để duy trì cái nhà vườn và nhà truyền thống Huế cho đời sau, cũng như là để phát triển cái du lịch nhà vườn của thành phố Huế được đem lại hiệu quả càng ngày càng tốt hơn.
Sau nhiều năm triển khai thực hiện các nghị quyết, nhiều nhà vườn đã được trùng tu. Kết quả cho thấy các nghị quyết của tỉnh về hỗ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn đặc trưng được thực hiện không chỉ giúp giữ lại được giá trị cốt lõi của văn hóa Huế, phát huy như một giá trị khác biệt của văn hóa Huế, mà còn giúp chủ nhân những ngôi nhà ấy phát triển việc kinh doanh dịch vụ và tạo được sinh kế, doanh thu từ nhà vườn. Thưa quý vị, cùng với Hà Nội, nhiều tỉnh thành vừa có văn bản tăng cường quản lý việc sử dụng điện thoại di động trong nhà trường. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Tuyên Quang cũng đã có văn bản yêu cầu ngoài việc thực hiện quy định của Bộ, các cơ sở giáo dục xây dựng nội quy, quy chế của trường, lớp học, quy định cụ thể việc quản lý sử dụng điện thoại của học sinh trong giờ học và trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Tổ chức quản lý điện thoại di động và các thiết bị thu phát sóng của học sinh trước khi vào tiết học đầu tiên của từng buổi học và gửi lại cho học sinh sau khi kết thúc buổi học. Trong các tiết học cần sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng thì học sinh được phép sử dụng theo hướng dẫn của giáo viên. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh không đưa ra khuyến cáo chung, song nhiều trường trên địa bàn đã cấm học sinh dùng điện thoại di động kể cả giờ ra chơi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận điều chỉnh thời hạn sử dụng trên thẻ miễn phí xe buýt cho nhóm người có công, người khuyết tật và người cao tuổi. Theo đó, thẻ miễn phí không thời hạn được áp dụng cho người có công, người khuyết tật và người cao tuổi. Trước đây, thẻ này có thời hạn 5 năm. Đối với nhân khẩu thuộc hộ nghèo, thẻ có giá trị sử dụng theo từng năm một. Việc đăng ký cấp mới, cấp lại thẻ hỏng, gia hạn thẻ cũ được áp dụng theo hình thức trực tiếp, trực tuyến và điện tử. Với hình thức trực tiếp, người dân cần nộp hồ sơ tại các điểm bán vé, sau đó hồ sơ được chuyển đến Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội. Các điểm bán vé sẽ trả thẻ cho người dân đăng ký. Thưa quý vị, tháng 10 được chọn là tháng hành động vì người cao tuổi để toàn xã hội hướng đến chăm lo tốt hơn những người cao tuổi. Tuy nhiên, trong thực tế, không thiếu tấm gương người cao tuổi tận tụy cống hiến và trở thành điểm tựa vững chắc cho các thế hệ con cháu noi theo. Hãy cùng làm quen với một số hội viên Hội người cao tuổi tiêu biểu qua phóng sự sau. Ông Nguyễn Trọng Quế là một hội viên cao tuổi tiêu biểu của phường Phước Vĩnh, nguyên là cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông đã phát huy sở trường của mình trong vai trò là bí thư chi bộ, trong đó quan tâm đến việc hỗ trợ các hội viên tiếp cận với chương trình chuyển đổi số. Bên cạnh đó là cả hoạt động thiết thực trong phong trào ngày Chủ nhật xanh, Chủ nhật vì cộng đồng. Hàng trăm suất quà đã được ông vận động và trao tận tay những hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phương châm của ông trong công tác đó là phải tận tâm, tận lực, yêu quý bà con thì bà con sẽ yêu quý mình. Và đó cũng là chìa khóa thành công để ông có thể tạo được sự đồng thuận trong nhân dân khi thực hiện cả cuộc vận động của địa phương phát động. Riêng Chủ nhật vì cộng đồng là một tổ mà duy nhất trong phường là đã quá 7 lần Chủ nhật vì cộng đồng đều có quà. Và cái quà này cũng hết sức là linh hoạt. Những lúc đói kém ấy, thì tặng gạo, lương thực, thực phẩm, mùa hè nóng nực ấy, thì tặng quạt, chúng tôi đều ghi lại bằng hình ảnh để chứng minh. Và mùa đông ấy, như cái đợt mùng 4 tháng 10 vừa rồi ấy, là trong cái chủ nhật đó là chúng tôi tặng chăn nhung, những chiếc chăn rất đẹp. Và những cái quà túy là nhỏ nhưng mà đến với dân là trải ấm cái lòng thương với dân rất là chân thành, rất cảm ơn. Điều đó thể hiện khi mà thấy bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng dân phố mà đi đến là họ rất là mừng. Do đó khi mà những cái công tác vận động khác thì đều đạt kết quả rất là cao. Người cao tuổi mà khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở xã hội rồi về hưu tham gia cái hoạt động ở địa phương thì đúng phải nói là ghi nhận là cái riêng với anh Quế thì có những cái nét nổi trội hơn một chút là so với những người kia cũng rất tích cực, nhưng mà với anh Quế thì có những cái đặc điểm hơn là một người cũng là về hưu cái là tham gia công tác với địa phương liền, ví dụ như là trưởng ban công tác mặt trận này, rồi là phó chủ tịch cựu chiến binh, sau đó với chế hiện tại bây giờ là làm chỉ bí thư chi bộ 4, thì phải nói một người hoạt động hết sức là năng động, có tâm và có tâm, cũng là sắn mình vào các cái công việc ở cơ sở rồi là đi sâu đi sát từng gia đình một. Để vì vậy cho nên là phải nói là cái dân của cái khu vực này á thì không có nhà nào mà anh Quế anh không biết, mà người họ cũng đúng là đặt cái niềm tin vào cái cấp ủy này. Đến nay, toàn tỉnh có 183.127 người cao tuổi, chiếm 15,1% dân số. Thời gian qua, được sự quan tâm tạo điều kiện của cả cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể,
người cao tuổi đã phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, tích cực tham gia các phong trào yêu nước, đã có những đóng góp quý báu vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương với nhiều phong trào thiết thực như xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới. Với những đóng góp của người cao tuổi về trí tuệ, uy tín, kinh nghiệm, truyền nghề cho con cháu, người cao tuổi trở thành tấm gương sáng tiêu biểu trong xã hội, là mẫu mực để thế hệ trẻ và con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Lĩnh vực nào, người cao tuổi chúng tôi cũng phát huy cái tuổi cao gương sáng. Trong phong trào là giáo dục, trong phong trào xây dựng nông thôn bình yên trong cuộc sống, an ninh trật tự và đảm bảo một cái nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thì người cao tuổi phải dương cao cái ngọn cờ là tuổi cao gương sáng và truyền đạt lại những hiểu biết của mình, những gương đẹp của mình để cho thế hệ. Từ đó trong xã hội hiện nay á, thì nhiều một số nhóm tha hóa cuộc sống mà người cao tuổi kéo đi được. Cụ thể như là người cao tuổi ở thành phố Huế có một phường, họ đã tuyên truyền vận động, họ lôi kéo được cái số là con em hư hỏng nghiện ngập và trở lại cuộc sống bình thường. Có thể thấy, thực hiện tổ công tác chăm sóc nâng cao vai trò của người cao tuổi trong các hoạt động xã hội là một cách thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Đây cũng là cách để động viên người cao tuổi tiếp tục cống hiến công sức trí tuệ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và giữ vững an ninh trật tự của quê hương đất nước. Tin quốc tế, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt, giới chức các nước trong khu vực đang tăng cường phối hợp để thúc đẩy ngừng bắn và tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo. Hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập và người đồng cấp Qatar đã có cuộc thảo luận về tình hình Gaza và Liban. Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc điện đàm, hai quan chức đã đề cập tới tình hình tại Gaza, Liban, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một lệnh ngừng bắn nhanh chóng và tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp cho người dân. Về phía mình, Bộ Ngoại giao Qatar tuyên bố sẽ hợp tác với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho tới phút chót trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để đạt được một lệnh ngừng bắn tại Gaza. Chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ với chính phủ Mỹ và chúng tôi đánh giá cao những gì Mỹ thúc đẩy cho tới hiện tại. Tôi cho rằng chúng tôi sẽ phối hợp đạt được một lệnh ngừng bắn tại Gaza. Ngoại trưởng Mỹ đã tới đây vài ngày trước và các cuộc trao đổi rất cởi mở. Chúng tôi cho rằng kết quả bầu cử ra sao cũng không ảnh hưởng tiêu cực chút nào tới tiến trình trung gian hòa giải. Cùng ngày, chính phủ Ả Rập Xê Út bày tỏ kỳ vọng vào một cuộc họp cấp cao của Liên minh toàn cầu về thực hiện giải pháp hai nhà nước, dự kiến diễn ra tại thủ đô Riyadh vào ngày 30 tháng 10. Ả Rập Xê Út cũng nhấn mạnh cần hỗ trợ tập thể để giúp Liban vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay và kêu gọi củng cố các thể chế nhà nước tại Liban. Giá hàng hóa toàn cầu năm 2025 dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm do tình trạng dư thừa dầu lớn, đánh giá mới được Ngân hàng Thế giới WB đưa ra trong báo cáo công bố ngày hôm qua. Trong báo cáo mới nhất về thị trường hàng hóa toàn cầu, WB nêu rõ trong năm 2025, nguồn cung dầu toàn cầu dự kiến sẽ vượt cầu trung bình khoảng 1,2 triệu thùng một ngày. Trong lịch sử, quy mô dư thừa dầu vượt mức này chỉ diễn ra hai lần vào các năm 1998 và 2020. WB cho rằng tình trạng dư thừa dầu lớn đến mức có thể giới hạn tác động đến giá, ngay cả khi xảy ra xung đột lớn hơn nữa ở Trung Đông. Ngoài ra, một số nước không thuộc nhóm OPEC cộng sẽ tăng cường sản xuất dầu, góp phần dẫn đến dư cung và đến cuối năm 2026 sẽ giúp kéo giá hàng hóa toàn cầu giảm gần 10%. Tuy nhiên, bất chấp xu hướng này, giá hàng hóa nói chung có khả năng vẫn duy trì ở mức cao hơn khoảng 30% so với giai đoạn 5 năm trước đại dịch COVID-19. WB dự báo giá lương thực sẽ giảm chỉ 1% trong năm nay và thêm 4% nữa vào năm 2025, nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn khoảng 25% so với mức trung bình giai đoạn 2015-2019. Trong khi đó, giá năng lượng được dự báo sẽ giảm 6% vào năm tới và giảm thêm 2% vào năm 2026.
Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối quy định mới nhất của Mỹ về các hạn chế đầu tư nhằm vào Bắc Kinh. Phản ứng được đưa ra sau khi Washington công bố bộ quy định hạn chế hoạt động đầu tư của các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn và công nghệ khác tại Trung Quốc. Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiểm nhấn mạnh, Trung Quốc phản đối Mỹ và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các quyết định mới có hiệu lực từ ngày 2 tháng 1 năm 2025 nhằm thực thi sắc lệnh hành pháp được Tổng thống nước này Joe Biden ký hồi tháng 8 năm 2023. Quyết định mới tập trung vào 3 lĩnh vực: bán dẫn, máy tính lượng tử và AI. Trong số các quyết định có nội dung cấm công dân Mỹ tham gia một số giao dịch liên quan đến các công nghệ và sản phẩm được xác định gây ra mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, đồng thời công dân Mỹ phải thông báo cho Bộ Tài chính về các giao dịch khác liên quan đến những công nghệ và sản phẩm có thể gây nguy cơ an ninh. Trong sáng nay, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận quyết định của Ủy ban châu Âu áp thuế bổ sung với ô tô điện nhập khẩu từ nước này. Bắc Kinh khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này đã nhiều lần chỉ rõ rằng cuộc điều tra về chống trợ giá của EU đối với xe điện Trung Quốc là không phù hợp, mang tính bảo hộ dưới vỏ bọc của cạnh tranh công bằng. Bắc Kinh sẽ tiếp tục áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc. Phía Trung Quốc đồng thời chủ trương giải quyết tranh chấp thương mại thông qua đối thoại và thương lượng. Trước đó, trong quyết định cuối cùng được công bố ngày 29 tháng 10, Ủy ban châu Âu xác nhận EU sẽ áp dụng mức thuế mới cao nhất tới 35,3%, cao hơn so với mức 10% hiện nay với ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Cụ thể, thuế với các hãng xe BYD, Geely và SAIC sẽ tăng từ 17 đến 35,3%. Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.